Đây là cái cây sung, một cái nhánh sung mà hôm trước mình cũng lâu rồi à. Mình cọt vô đá đó các bạn, hôm nay rễ nó ra quá trời luôn nè đó. Quá trời rễ luôn ha. Hôm nay mình sẽ đem nó lên để mình ép chậu luôn. Và sẵn đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn mới mới á, thì thường thường ép chậu nó dễ bị chết cây á. Thì hôm nay các bạn xem clip này thì các bạn sẽ nhận thấy cái sai ở trong đó ha. Thì kiểu giống như mình cũng mới thì nó lúc trước á, mới mà dạng như mới biết chơi thì ép chậu là chết, chậu là chết. Và các bạn xem thì các bạn biết cái lý do nó tại sao ha, nó nằm ở chỗ nào nha. Thì để mình tỉa cái rễ cho nó ngắn lại các bạn. Cái cây này thì cái rễ nó rất là mỏng luôn nha, nó, mình cọp như cục đá nên nó mọc nó mọc chảy ra đây các bạn, cái sung các bạn. Thì các bạn lưu ý nha, mình ép chậu là mình để chơi chứ không phải để nuôi nha các bạn. Còn mình nuôi thì mình nuôi trong chậu lớn, nuôi chậu bự để cho nó phát triển. Còn mình ép chậu là mình chỉ chơi thôi, chứ còn nó lớn rất là chậm. Thì hiện tại thì bên mình vẫn còn đang bán hai cái combo nha các bạn, combo chậu và một cái combo có chậu và đất và phân nữa. Để cho các bạn nào mới tập chơi thì các bạn mua combo mình về thì có thể sử dụng nha các bạn. Thì cái đường link thì mình để, số điện thoại mình để bên dưới, các bạn nào mua thì cứ liên hệ với mình nha, mình sẽ đóng hàng gửi cho các bạn. Thì mình sẽ chọn một cái chậu mỏng các bạn ha. Cái đế nó rất là mỏng, rồi mình chọn cái chậu mỏng luôn để vô cho nó dễ thương. Sung các bạn, sung nha. Cái này cũng đế điều ha, lùng lực. Vô đây thì chắc nuôi chơi thôi chứ không nuôi các bạn. Thì đối với những cái cây mà nó ít rễ thì các bạn vô đất sao cũng được à, nó không có sao. Còn đối với những cây mà nó rễ nhiều giống như mình đây, giống như cây sung mình đang có đây, thì các bạn vô mà vô đất không có biết cách vô hoặc là vô không đúng thì nó dễ bị chết lắm à, nó dễ bị chết lắm. Lúc trước là mình bị chết rất là nhiều những cái tình trạng mà vô đất với những cái cây mà rễ nhiều như vậy nè. Thì đầu tiên là mình cũng để một miếng lót nha các bạn. Cái lớp ở dưới thì mình vẫn dùng cái đất nung chọn bơm mít đó, để cho nó thoáng, thoát nước tốt. Đây là cái điều đương nhiên khi ta ép cậu nhỏ là phải như vậy đó. Thì đây nè, mình đặt cái cây lên nha. Thì với một cái lượng rễ nó nhiều như vậy nữa các bạn, mà các bạn vô á, cái giá thể mà nó không lọt xuống được á, thì thành ra là cái rễ nó bị gỏng các bạn. Nó gỏng là nó bị suy, nó không có chết liền nhưng mà nó suy từ từ đó. Nó giống như là các bạn hiểu nó được cái cách là giống như cái rễ mà nó tiếp nhận được nước đó, là do cái rễ nó tiếp xúc với đất, và đất nó có độ ẩm thì cái rễ nó mới hút nước từ đó ra. Mà mình vô nó không có đủ đất á, như là nó đất nó không có lọt vô cái khe của rễ đó, là nó từ từ nó suy từ từ, nó chết rất là chậm đó. Các bạn nào mà vô đất những cái cây mà rễ nhiều hoặc là các bạn mới 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 chơi mà thay chậu ép chậu rồi thì các bạn lưu ý ha, mình vô đất cho thiệt là kỹ, vô cho nó dẻ đó. Thì với cái lượng đất nung như thế này nè, hoặc là đất gì cũng vậy, các bạn bỏ ở trên mặt đó, thì nó ở trên mặt thôi, nó không bao giờ nó xuống được xuống được, nó len lỏi vô cái rễ các bạn ha. Nên các bạn khi mà các bạn lót ở dưới một lớp đất nung rồi thì mình vẫn bỏ một lớp đất đất nung ở trên đó, nhưng mà chưa đủ đâu, phải có đất cát nữa đó. Cái đất cát rất là quan trọng đó. Chỉ có đất cát thì nó mới lọt vô cái khe này thôi các bạn à. Chứ còn đất nó viên bự bự hoặc là đất cát trộn cám dừa hoặc là mà các bạn làm đất gì đó thì nó khó, nó rất là khó để vô cái khe này đó. Bởi vậy mỗi khi ép chậu hoặc là khi làm cái gì đó, mình vẫn để một lớp đất nung ở dưới, và cuối cùng là mình lấy một lớp đất cát mình phủ lên. Mình phủ lên không phải phủ lên không các bạn, phủ lên các bạn phải nhét cho nó xuống. Rồi xong rồi nó vẫn chưa xuống đâu, nó xuống rất là ít, tại vì cái rễ mình nó nhiều mà. Đó, các bạn lấy một cái chậu nước các bạn nhúng nha, các bạn nhúng bằng dỗ, nhúng dỗ đó. Mình làm sao mà làm để cho cái cát các bạn nó phải len lỏi, nó chui sát vô, nó thật là chặt cái rễ luôn nha. Đó thì nó mới sống các bạn, nó mới khỏe được. Chứ còn mà nó gỏng gỏng là nó không có chết liền đâu, mà nó chết từ từ. Cái cây nó vậy đó các bạn, để mình làm cho các bạn xem đó. Thì khi mà mình bỏ cát vô mình nhúng nước cái là cát nó rút xuống nè, rút xuống xong rồi mình bỏ lên tiếp. Mình bỏ chừng nào mà cảm thấy nó đầy, nó không xuống được nữa thì thôi các bạn đừng có sợ là cái giá thể nó cứng quá, rễ nó mọc cũng được, không có đâu. Các bạn cứ vô đi đó, vô nào, mình lắc các bạn, lắc như này, lắc chỗ làm sao mà cho cái đất cát này nó chui vô cái rễ, nó nằm kín với chõng luôn á.
Các bạn thường thường các bạn để ý những cái cây mà các bạn trồng lâu hoặc là những cái cây ở ngoài các bạn khai thác về cái bộ đất, cái rễ cái bộ đất nó rất là chặt luôn các bạn, nó ôm chặt cái rễ lắm đó, bảo vệ cái cây nó mới khỏe được. Còn mình vô chậu mà mình làm lỏng lẻo quá là nó dễ bị chết lắm đó. Nên những cái cây mà rễ nhiều nó khó vô các bạn ha, nó khó vô, các bạn phải làm cho kỹ chút đó. Sau khi mà mình dở dở các bạn thấy không, nó dễ xuống thấy không, mặc dù là mình bỏ rất là nhiều lần gác rồi đó nhưng mà nó dễ xuống các bạn, nó dễ xuống đó. Các bạn làm như vậy nè, mình nhúng xong cái mình đó mình gõ gõ vậy nè các bạn cho nó dễ xuống nha đó. Các bạn lưu ý chỗ đó nha các bạn, chứ không nhầm khi các bạn không làm kỹ không này nó chết đó các bạn ơi đó. Xong rồi mình phủ lên một lớp cám dừa để giữ ẩm các bạn, là nhất định là làm như vậy là phải có cái ly nước mía ha, hoặc là cái bao ni lông gì đó các bạn chùm lại ha, chùm lại. Sung thì cũng phải chùm đó, sung thì nó khỏe thì khỏe nhưng mà các bạn làm gì cũng phải chùm để cho mát tầm khoảng tuần là nó bắt đầu nó ổn định các bạn ha.